chào mọi người, lại là tôi, Mai Mai nè. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay Mai lại tiếp tục với chủ đề thăm lại nhà của các bạn nghỉ game nè. Ở tập trước Mai đã dặn bánh bao đi rồi đúng không? Và mọi người comment bảo là bông đã được chị dắt đi rồi, bánh bao cũng vậy, cho nên bây giờ sẽ tới lượt Beo nha. Ủa, nãy giờ mọi người có thấy gì lạ lạ không? Ba đứa nhỏ nhà tôi bữa nay không có chào khán giả mà sao im ru vậy ta? Tụi con xin chào mọi người. Đó đó, nhắc tiền nhắc bạc đỡ hơn không? Thì nãy giờ tụi con đợi mẹ nhắc mà. Tưởng nào mẹ quên tụi con luôn rồi chứ. Quên đâu mà quên, sao mà quên được. Rồi hôm nay mẹ sẽ dẫn Beo Thúi đi thăm nhà của các bạn nghỉ game nhé. Nó, Beo không có Thúi mà mẹ. Ê, biểu ngày xưa ẻ bậy chứ. Ủa, anh Beo có ẻ bậy hả? Tại hồi đó Beo còn nhỏ Beo không biết, bây giờ Beo lớn rồi Beo đâu có như vậy nữa đâu. Thôi, chỉ cần Beo ẻ bậy một lần thôi là Beo sẽ mang tiếng cả đời đó, biết chưa? Hai, thiệt là phũ phàng quá đi. Bạn đầu tiên có tên là IT Truyền Thái Y. Vì một số lý do cá nhân nên em phải nghỉ game, em mong chị thăm. Nhà em nhiều cá lắm, chị lấy về cho ba tụi nhỏ ăn cũng được ạ. Em không trang trí gì nhiều. Rồi, tụi nhỏ lại có lộc ăn nữa. Bạn ấy đã ốp được 562 ngày rồi. Và đây là bộ đồ bạn ấy mặc trước khi ốp game nè. Nhìn cũng đơn giản ha. Đầu tiên bạn ấy xài tóc mặc định, đổi mặt thỏ con này, má hồng thì hình ngôi sao. Rồi thay cái mắt kính này nữa. Ủa, 2023 mới đúng. Ủa ta, sao mày không có cái mắt kính 2023 ta, sao kỳ vậy? Mắt kính này lấy trong vật phẩm sự kiện hả? Rồi, ủa sao mình không có gì ta? Vậy là May đã bỏ lỡ phần quà này trong sự kiện Tết rồi mọi người ơi. Sẽ không bao giờ có lại được nữa đâu, tiếc quá. Bạn ấy mặc bộ đồ ngủ tuần lọc, mang đôi dép này với đôi cánh kỳ lân cầu vồng nữa. Ta da, xong rồi nè, thấy sao, thấy sao? Bộ đồ có hai cái sừng thiết cưng vậy mẹ. Mẹ, mày mặc bộ đó cái màu y khen mua đồ của con hơn kìa. Đúng rồi mẹ, giống bộ của chị Hai ghê luôn. Thì chỉ giống cái màu thôi mà, chứ này là con tuần lọc, chứ đâu phải là đồ con gấu giống bông đâu. Rồi bây giờ đi thăm nhà nè. Bạn ấy đang sử dụng nhà máy cam. Hello, ta đã quay trở lại rồi đây. Wow, đúng là nhà bạn ấy chỉ có cá thiệt nè Beo. Cá này ăn được không mẹ? Cá này ăn được, nhưng mà mình phải nướng lên nha. Ủa, bộ Beo muốn ăn hả? Đâu có đâu, Beo chỉ hỏi vậy thôi à. Tưởng muốn ăn chứ. Đây là cá heo hồng mini vương miệng nè Beo. Hồi xưa mẹ đi săn con này dữ lắm luôn á. Vậy mẹ săn được chưa? Mẹ săn được rồi, mẹ săn được cá đống luôn. Tủ này bạn ấy để cá voi sát thủ mini, cá sấu mini, nhám búa mini, còn có con cá chép vàng vương miệng nữa. Ui, bạn ấy có nguyên con hải cẩu luôn nè. Con này khó săn lắm nha Beo. Còn có cá heo hồng nữa. Con này hồi xưa hot lắm luôn, đi săn nó là cả một bầu trời kỷ niệm luôn á. Ui, còn có cá nhà tán nữa. Vậy là hồi xưa bạn này đi săn cá dữ lắm nè. Có kỳ nhông vương miệng luôn. Wow. Mà mẹ có nhiều cá giống vậy không mẹ? Có chứ, tại mẹ không khoe thôi. Chứ từ lúc mới chơi tới bây giờ là gần 3 năm rồi, là mẹ có nguyên một kho chứa cá riêng luôn á. Ghê vậy mẹ, nghe thích vợ. Vậy bữa nào mẹ dắt ba đứa con đi coi đi. Muốn đi thì bữa nào rảnh mẹ sẽ dắt đi. Rồi bây giờ ký tự cho bạn ấy, rồi mẹ con mình đi nhà khác nha. Dạ ok mẹ ơi. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Tạm biệt. Bạn tiếp theo có tên là Sukute Hương. Bạn ấy đã ốp được 582 ngày rồi. Và đây là bộ đồ bạn ấy mặc trước khi ốp game nè. Wow, đồ mặc định nhưng mà tóc thì phải đi nhộm nha. Bỏ mắt kính ra, má đỏ ngày ngùng. Hồ biến. Rồi xong, bước cuối cùng là đi nhộm tóc. Tóc này 3.000 tiền sao hả? Rồi ok luôn. Xong rồi, vậy là mẹ đã giống 100% rồi nha. Lần đầu con thấy tóc mẹ bạc phơ như vậy á. Bạc đâu mà bạc, cái này là màu bạch kim thôi, chưa có phải bạc đâu. Bạn ấy đang sử dụng nhà hộp sữa, đi xem thôi. Hello nhà, Hương đã quay trở lại rồi đây. Ôi sao mà đen xì vậy bé ơi, sao mà thấy đường? Không sao đâu mẹ, đã có con rồi nè. Mẹ thấy con đang sáng chói không? Con sẽ soi sáng đường đi cho mẹ. Gời dữ gì sao, sáng chói luôn sao? Ờ mà sáng thiệt. Bên này bạn ấy có để chỗ trong bếp nè. Còn đây có một bãi cá. Cá gì á mày nhìn không rõ luôn. Bên này thì có một bộ bàn ghế hình trái tim nè. Đỏ đỏ ha. Trên bàn có cây kem có hình số 1 phát sáng. Trên tường thì cũng có mấy cái huy hiệu phát sáng nữa kìa. Nhưng cũng không sáng bằng Beo. Ghê vậy sao? Đây là chỗ ngủ nè, có đèn ngủ nữa, giường hai người. Nhà của bạn này chỉ đơn giản như vậy thôi á. Vậy là May đã tham quan xong hết rồi, bây giờ ký tường cho bạn ấy luôn. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Tạm biệt. Bạn tiếp theo có tên là Nini Ebley. Bạn đã ốp được 184 ngày rồi. Và đây là bộ đồ bạn ấy mặc trước khi ốp game nè. Đầu tiên là đỏ dáng trung bình. Tóc này một tí mới phải đi nhộm lại rồi. Khuôn mặt trong sáng, tháo mắt kính với má hồng ra luôn. Áo hoodie dây kéo thỏ hồng, quần với giày cũng chung một bộ luôn. Rồi bây giờ mới sẽ đi nhộm lại tóc nữa là sẽ hoàn thành phần cosplay nha. Vì mình nhộm là màu gốc cho nên giá chỉ có 100 tiền sao thôi, quá rẻ luôn.
Ta-da! Mẹ có xoay xong rồi nè. Bây giờ là mẹ đã giống 100% rồi đó. Mẹ mặc bộ đồ này dễ thương quá à. Dễ thương thật đó. Sao đó giờ con không thấy mẹ mặc vậy? Tủ đồ của mẹ nhiều đồ lắm, nhưng mà mẹ bị lười lựa đồ á, cho nên là cứ bộ nào thích là mẹ cứ mặc suốt luôn. Vậy đó, tôi có mặc giùm cho. Trời ơi, mặc được tôi cũng cho mặc nữa. Bạn ấy đang sử dụng nhà máy cam. Không cho vô rồi. Vậy ký tường cho bả luôn. May đã ghé tường em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Bạn tiếp theo có tên là LMG445. Bạn ấy đã ốp được 375 ngày rồi, là 1 năm 10 ngày luôn á. Và đây là bộ đồ bạn ấy mặc trước khi ốp game nè. Ui, có nhiều món may không có lắm luôn á. Đầu tiên là dáng trung bình nè, tóc mặc định luôn, bỏ băng đô ra, da ngâm lại xíu. Khuôn mặt này may không có cho nên là đi mua. Đây, 1200 tiền sao, cũng không có mắc lắm. Sẵn may mua cái áo luôn, áo này may không có. Wow, 24 kim cương, mắc nha. Giày nữa, rồi thêm 14 kim cương luôn. Ủa, ba lô bạn ấy đeo trong cửa hàng không có bán. Rồi, để xem bạn ấy mặc cái quần gì rồi may mua luôn. À, 900 tiền sao cũng được. Rồi, cái ba lô này là sản phẩm bốc thăm hả? Vậy là may không có rồi đó. Bây giờ sẽ đổi một cái ba lô tương tự nha. Xong rồi nè, thấy mẹ bảnh trai không? Trời ơi, bữa nay mẹ tôi ngầu dữ nha. Nhìn mặt mẹ gian quá. Nhìn mẹ dám mỗi ngày đi bụi mà cái mặt nên ngên á. Đã là mẹ có xoay chủ nhà để đi thăm nhà mà cứ chơi hoài à. Bạn này đang sử dụng nhà con gà, đi thôi. Hello, may đến thăm nhà rồi nè. Nhà bạn ấy cũng chưa có trang trí gì nhiều ha. Ở đây bạn ấy có đặt một chậu cây nè. Bên đây thì có bể cá chép với lại cá thu. Chàng ơi, hồi nãy tôi mua cái quần rồi mà tôi quên mặc vô nè. Lỗi kỹ thuật quá à. Sorry mọi người nha. Vậy mới đúng nè. Mẹ đúng là hậu đậu mà. Bên đây bạn đã có để một bộ bàn ghế nè. Chắc là để ngồi học rồi. Ở đây thì có một cái giường ngủ. Trên tường có một con ếch kìa. Tướng ngồi bày hay quá ha. Còn con bên kia màu đen đen nhỏ nhỏ, không biết con gì luôn. Ở bên này thì có chỗ chăm bếp nè. Đằng kia thì một cái bồn tắm. Ở đây bạn ấy có đặt một cái ghế dưa hấu nè. Có ghế đi ra vườn để xem ngoài đó bạn ấy có trang trí gì không. Rồi, trống lỏng luôn nha, không có gì hết. Vậy là May đã tham quan hết nhà của bạn này rồi. Bây giờ ký tường cho bạn ấy nha. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Tạm biệt. Bạn tiếp theo có tên là Tamehao. Đánh nhằn được sao thì tôi đọc vậy mọi người ơi. Bạn ấy đã ốp được 350 ngày rồi. Và đây là bộ đồ bạn ấy mặc trước khi ốp game nè. Đầu tiên là mũ cá nóc hồng này. Khuôn mặt trong sáng, đội mắt kính màu trắng, má hồng. Bộ đồ này may không có cho nên là mua nha. Cái áo thì 1.800, còn cái quần thì 900, cũng rẻ. Tiếp tục là đôi dép cá mập xanh này. Còn ba lô chanh này mày không có rồi, cho nên là đeo tạm ba lô xoài tím này nha. Mẹ cosplay xong rồi nè. Chè ngói, mày đợi cái gì nhìn mắc cười dữ hả? Cái này là mũ cá nóc á. Nhìn nó to đùng kìa, mắc cười quá. Bạn ấy đang sử dụng nhà mơ ước 54k tiền sao đó. Wow, đi thôi. Hello, tao đã quay trở lại rồi đây. Nhà này to lắm, còn có hồ bơi nữa. Bên này bạn ấy chưng cá nè. Còn phía bên này trên tường bạn ấy gắn đầy huy hiệu luôn á. Ủa, mẹ đang đàn hả? Đúng rồi, đây là cây đàn ở dưới sàn nhà. Mình mà bước lên là nó sẽ phát ra tiếng đàn luôn. Hay quá hay mẹ. Rồi, bây giờ đi xuống tầng hầm xem dưới này có gì ha. Wow, cũng nhiều nội thất lắm á. Phía trong này là phòng ngủ. Ủa, nhưng mà không có cửa ta. Bạn ấy làm là phải nhảy lên như vậy mới đi vô được nè. Nhìn cũng xinh xắn á ha. Bé bé xinh xinh. Chắc là bạn này thích màu hồng giống tôi rồi nè. Cho nên căn phòng bé bé này toàn là màu hồng không à. Căn phòng đối diện chính là phòng bếp. Bao ăn bánh cá không nè? Dạ ăn. Ngon không? Dạ ngon lắm mẹ. Bé muốn ăn sandwich không? Dạ ăn luôn. Kìa, cái sandwich chà bá trên tường kìa. Ăn đi, ăn đi. Mẹ dụ con chứ về cái sandwich ta ăn không được. Ở đây có 5 con mannequin nè. Ủa mà sao có 2 ông không mặc đồ vậy? Bên đây là bồn tắm, còn đây là chỗ đi vệ sinh. Ở giữa nhà bạn ấy có để 4 cái máy chơi game nè. Còn ở dưới hồ bơi thì có trang trí một bàn tiệc sinh nhật. Chỗ này là phòng khách, ngồi chill quá nè. Có 2 cái radio sập sình luôn. Để mẹ cho Beo nghe cái này. Ủa, con gấu nhờ bóng đã biết nó I love you hả mẹ? Đúng rồi, ghê không? Rồi, rồi. Cảm xúc này y chang bánh bao luôn ha. Rồi, trong đây là phòng ngủ nè. Ở đây có cái bàn học màu hồng xinh. Còn bên đây thì có một bàn vi tính với bên kia là một bàn trang điểm nữa. Nói chung là phòng ngủ này rất là ok nha. Trên cái gác nhỏ này thì bạn ấy chăm bé. Rồi, bây giờ mẹ sẽ dẫn Beo đi ra ngoài vườn nè. Ủa, chứ không phải là bé không được ra vườn hả mẹ? Đúng rồi, nhưng mà mẹ mới được chỉ một cách. Đó chính là mẹ sẽ ẵm Beo đi luôn. Trời ơi, như vậy cũng được nữa hả mẹ? Được sao không? Nhìn nè. Đó, hay không?
Wow, đã quá mẹ ơi. Nhưng mà mẹ ẩm con vậy rồi mẹ gãy thai rồi sao? Beo nặng như con heo vậy đó. Wow, góc này bạn ấy trang trí xinh quá nè Beo. Mà mẹ không dám thả Beo xuống luôn. Thả xuống là Beo sẽ bay vô trong nhà luôn á. Vậy mẹ đừng có thả Beo xuống nha, mẹ gán lên. Cái đài phun nước này xinh ha. Ở đây bạn ấy có trang trí côn trùng nữa nè. Bật cái này lên cho sương khói đồ, huyền ảo đồ. Trời ơi, chịu hết nổi rồi Beo ơi. Beo nặng quá à, đi vô. Tội nghiệp mẹ tôi quá à. Ok, vậy là May đã tham quan xong nhà của bạn này rồi. Bây giờ ký tường cho bạn ấy nha. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Tạm biệt. Bạn tiếp theo có tên là BQCCD. Bạn ấy đã ốp được 875 ngày rồi, hơn 2 năm rồi á. Và đây là bộ đồ bạn ấy mặc trước khi ốp game nè. Đầu tiên là dáng trung bình, tóc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt tomboy, da ngâm lại xíu. Bạn ấy đeo cái kính gì ta, hình như mới không có rồi. Má đỏ ngại ngùng. Rồi vô cho bạn ấy mua cái kính luôn cho lẹ nè. Kính gọng vàng đen, sáo kim cương. Tiếp tục là hào quang thiên thần, áo váy đen, giày, ba lô màu xanh dương. Xong rồi, sao thấy mẹ xinh không? Mẹ chỉ xinh khi mẹ lùng lùn và để tóc hai chùm thôi à. Đúng rồi đó mẹ. Bánh ba cũng thấy như vậy á mẹ. Mẹ biết rồi, thôi bây giờ đi thăm nhà nè. Bạn ấy đang sử dụng nhà máy cam, đi thôi. Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Cũng không có nhiều nội thất lắm ha. Ở đây che chắn kỹ như vậy chắc là nhà vệ sinh rồi. Ở đây bạn ấy có đặt một cái chậu cây, nhìn chán ngang vậy. Có nuôi một con mèo mướp vàng nè. Bên đây thì có một con cá. Mẹ ơi, có gỗ bánh mì ở trên đó kìa, con thèm quá à. Ủa Beo, mẹ nuôi tụi con kỹ lắm mà, đã có bỏ đói ngày nào đâu mà sao đi nhà nào gặp đồ ăn cũng thèm hết trơn vậy. Con không biết nữa mà con thèm quá à. Bó tay chấm cơm thiệt luôn á. Trong căn phòng này có chỗ chăm bếp nè, có con mannequin nữa, có một cái ghế trái tim, còn bên đây thì có ba cái bể cá. Rồi bây giờ lên lầu xem trên lầu có gì. Ở đây là chỗ ngủ thôi, không có gì hết. Nhà bạn này to nhưng trang trí còn hơi đơn giản, cũng không có chỗ ra vườn luôn. Vậy là May đã tham quan hết nhà của bạn này rồi, bây giờ ký tự cho bạn ấy. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Tạm biệt. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, đăng ký và ấn nút chuông để là người đầu tiên xem video khi mẹ con ra tập mới nha. Bye bye mọi người. Bữa nay có vụ dành nói nữa ha.